Chào mừng các bạn đến với kênh, tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu cho các bạn là hai cặp đực 3B các bạn. Hai cặp đực 3B nha. Đó, 3B này tầm 7 tháng tuổi các bạn. Con đầu tiên nè. Đó, con mũi tiêu nè các bạn thấy không? Cực kỳ minh lực nè. Hai tạ đít tròn quay nè các bạn thấy không? Hai tạ đít tròn quay nè. Chân móng đồ hoàn thiện, bò này tầm 7 tháng tuổi các bạn. Chân móng hoàn thiện, bò này tầm 7 tháng tuổi. Đây dàn chân móng nè. Xương chà bá luôn các bạn. Đòn dài. Đó, đòn dài dây hở 3B. Đó, đòn dài dây hở 3B này các bạn. Đó, chân móng đi hoàn thiện hết các bạn. Con này cực kỳ pin nha. Đít cơ nè. Đó, con ngắn múi này các bạn thấy không? Đồ cận cảnh anh em thấy luôn các bạn. Đó, được 3B này cao 1m1 bò này các bạn. 1m1. Được 3B này cao 1m1. Đây, được của bên thì cam hết mốt rồi các bạn. Chân móng đi hoàn thiện nè. Đít nè. Đít cam hết 14. Đít cam hết 14, được của bên này cam hết mốt, đít cam hết 14. Hai tay đít nè, tròn quay nè. Con này đầu đít bằng y các bạn. Đó, đầu đít bằng y, 30 mũi tiêu, cực kỳ pin nha. Chân móng được hoàn thiện, tầm 7 tháng tuổi. Tầm 7 tháng tuổi các bạn. Cầm được 3B này thì chủ báo giá là 38 triệu các bạn. 38 triệu. Đó, dài hở, đòn dài, chân móng đi hoàn thiện. Còn tiếp theo, da mỏng tăng, đít cơ muối. Con này cũng pin 3B đen. Con 3B đen này cũng cực kỳ pin nha các bạn. Đòn dài nè, đít cơ muối nè. Đòn dài, đít cơ muối nè. Dài hở nè. Đó, chân móng đi hoàn thiện nè. Chân móng đi hoàn thiện nè. Đó, hai tà đít nè các bạn không? Tròn quay luôn nè các bạn không? Đít cơ mũi nè, hai tay đít tròn quay nè. Đòn dài này, con này to hơn con mũi tiêu nha các bạn. Chân móng đi hoàn thiện nè. Đó, chân móng đi hoàn thiện hết các bạn. Bò này cũng tầm 7 tháng tuổi nha các bạn. Tầm 7 tháng tuổi nha. Đo cận cảnh cho anh em thấy chiều cao nó bao nhiêu nha. Cặp đực này chủ báo giá là 38 triệu các bạn. Con này cao 1m12 bò nè các bạn. Cao 1m12 bò. Đít nè. Đít cam hết 16 bò. Được 3B này cam hết 12, đít cam hết 16. Đó, tầm 7 tháng tuổi, cặp được 3B này chủ báo giá là 38 triệu nha các bạn, 38 triệu. Đó, đít cơ hết biết không các bạn. Đó, vậy là cặp được 3B này con cam hết 1, con cam hết 12. Tầm 7 tháng tuổi giá 38 triệu. Chân móng nè, hoàn thiện hết rồi các bạn. Chân móng nó hoàn thiện hết. Đít cơ muối nè, đòn dài nè. Đó, giá 38 triệu cặp đực 3B này nha các bạn. Anh em là bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video. Đó, còn đây là cặp tiếp theo nè. Chân móng đồ hoàn thiện hết các bạn. Cặp 3B đen. Đó, dài hở. Cặp 3B đen dài hở nè. Chân móng đi hoàn thiện nè. Đó, dàn chân móng nè. Đi hoàn thiện hết rồi các bạn. Dài hở, đòn dài, chân móng đi hoàn thiện hết các bạn. Cặp đực 3B này cũng tầm 7 tháng tuổi luôn các bạn. Cặp 3B đen này thì chủ báo giá là 38 triệu các bạn. 38 triệu. Anh em là bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ nha các bạn. Đít nè. Da mỏng tăng các bạn ơi. Đòn dài, dài hở, da mỏng tăng, chân móng đi hoàn thiện hết các bạn. Đòn dài, dài hở, da mỏng tăng, chân móng đi hoàn thiện hết các bạn. Đó, đòn dài dây hở da móng tăng là chân móng đi hoàn thiện hết các bạn. Đồ cận cảnh anh em thấy luôn. Tầm 7 tháng tuổi nha. Đây. Đây. Cao 1m1 bò nè các bạn. Cao 1m1 bò nè. Cao 1m1 bò. Đít nè. Đít cao 1m15. Được 3B này cao 1m1, đít cao 1m15. Dài hở chân móng đi hoàn thiện, da móng tăng các bạn. Cao 1m1, đít cao 1m15. Bò tầm 7 tháng tuổi.
đó, tại đất cơ muối nè các bạn ha. Bà bị đen da mỏng tăng các bạn ơi, đòn dài chân móng đi hoàn thiện hết đó, đòn dài chân móng đi hoàn thiện hết các bạn. Đây con tiếp theo đó, chân móng nè hoàn thiện hết đít nè. Chụp được 3B này thì chủ báo giá là 38 triệu các bạn, 38 triệu, 38 triệu da mỏng tăng các bạn không, da mỏng tăng à, đít cơ múi nè, da mỏng tăng đít cơ múi nè, dài hở nè, dài hở nè, đoạn dài này chân móng đi hoàn thiện hết các bạn đó, dần chân móng nè đi hoàn thiện hết nha. Đó, cặp được 3B này thì chủ báo giá là 38 triệu các bạn. 38 triệu. Đoạn cận cảnh anh em thấy luôn. Cao hết mốt bò. Đoạn cận cảnh anh em anh em thấy là cao hết mốt bò nè. Đích cao hết 15. Vậy là cặp được 3B đồng khích luôn các bạn, điều cao hết mốt bò đích cao hết 15. Giá 38 triệu các bạn, 38 triệu cặp được 3B này các bạn. Đó, anh em là bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn, mình comment dưới màn hình video. Chân móng đồ hoàn thiện nè, đít cơ muối nè, cặp được 3B đen này chủ báo giá là 38 triệu các bạn, 38 triệu. Đó, cặp này đồng khích cho luôn nha các bạn, điều cao 1m1 bò, đít cao 1m15, tầm 7 tháng tuổi, giá 38 triệu. Đó, và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Mình xin được báo giá là cặp được 3B, điều cao 1m1 bò, đít cao 1m15, chủ báo giá là 38 triệu, tầm 7 tháng tuổi. Cảm ơn các bạn theo dõi video.